Chào mừng mọi người đến với kênh Ngọc Anh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chương trình iGroup nhận 10 token cần DXC các bạn. Một token cần này giá có khoảng là 150 đô. Chương trình iGroup này nó sẽ bắt đầu vào ngày 27 tháng 1 năm 2020 và sẽ end kết thúc vào ngày 10 tháng 12 năm 2020 các bạn. Và phong phó vào ngày 25 tháng 12 năm 2020. End 10.000 người nha các bạn. Để tham gia chương trình iGroup này các bạn click phần link mô tả thì các bạn làm theo nhiệm vụ các bạn. Đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ email của mình vào nha các bạn. Anh Nhân Quỳnh. Rồi dòng thứ hai thì các bạn join vào kênh Telegram của nó, rồi các bạn ghi lại cái username Telegram của mình nha các bạn. Cộng anh 1133. Rồi nhiệm vụ thứ hai thì các bạn vào đây follow theo word của nó các bạn, rồi điền lại cái username của mình luôn. Cộng MMO Ngọc Anh. Điền theo word của bạn Ngọc Anh. Rồi cái dòng tiếp theo thì các bạn copy cái hát tan này chia gắn thẻ 5 người bạn mình hướng dẫn các bạn làm sao bạn. Còn cái mã màu này thì các bạn ghi giùm mình A cộng anh 1133 nha các bạn. Mình có để dưới phần link mô tả nha các bạn. Rồi theo word thì các bạn copy hát tan này mình nè các bạn. Rồi các bạn sao chép nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào theo word đây nè. Các bạn tự quyết lại nha các bạn. Rồi các bạn nó chuyển chờ nó chuyển như trang trời quý tơ của mình nghe thấy các bạn. Cái này dự án này trước kia mình có làm trên bot hay sao ta? Để mình tự quyết lại nha các bạn. Rồi các bạn dán cái hát tác của nó vào nghe thấy các bạn. Rồi các bạn bắt cái tan các bạn dán vào đây nè các bạn. Trước kia hình như mình có chatbot dự án trên dự án này. Nhưng mà cái này dự án mới nha các bạn. Rồi các bạn gõ ba tên ba người bạn của mình vào các bạn. Xin iGroup này bắt đầu từ ngày 27 á. Năm người bạn các bạn. Rồi các bạn retweet lại nha các bạn. Lưu ý các bạn retweet 5 người bạn nào thường xuyên thì các bạn retweet 5 người bạn đó các bạn, để thư Twitter nó phá ạ của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi các bạn cũng mở lại trang Twitter các bạn đó. Mình đã bị phá một ạ rồi mà support hoài, nó sẽ gửi yêu cầu gì sau một tháng. Rồi các bạn cũng copy cái Twitter các bạn mới chia sẻ nè các bạn, chỗ này nè các bạn. Rồi các bạn sao chép đến theo word của mình nè. Trên tweet nè các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nha các bạn. Các bạn cùng mở các bạn dán lên Twitter chỗ này nha các bạn. Rồi dưới đây thì các bạn mở địa chỉ ví ARC20 bên ví chocolate Mysore wallet nha các bạn. Các bạn copy địa chỉ ARC20 của mình. Các bạn sao chép lại địa chỉ với ETH của mình nha các bạn. Rồi các bạn bắt vào đây nha các bạn. Rồi các bạn chỉ bấm bấm gỡ là xong nha các bạn. Vậy video đến đây kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.